hai chữ Việt kiều. Từ hồi nào giờ, mặc dù tôi ở nước ngoài nhưng mà thật sự thì tôi sống trong nước, tôi sống cả hai quốc gia, tôi hoàn toàn không có cảm tình với hai cái chữ Việt kiều. Những cái gì mà người nào mà Việt kiều mà kết bạn với tôi là tôi ngại lắm, tôi cảm thấy không tự tin lắm. Đa số những cái Việt kiều, cũng có những người Việt kiều họ yêu nước rất là thật sự, mà đối với tôi thì tôi rất là ngại và không tin những người này. Bởi vì tôi về Việt Nam, tôi sống nay cũng hơn 10, cũng gần 10 năm rồi, tôi có cái quan điểm khác. Và những người Việt kiều mà họ đi đến nước ngoài đó, những thành phần mà đa số là họ bất mãn chế độ. Tôi nói như những người thành phần chế độ cũ nè, họ căm thù chế độ Việt Nam. Và một số những người họ đi sau khi mà bức tường Đông Đức sụp đổ đó, hay là khối Liên Xô sụp đổ đó, tan rã đó, thì có một số họ lợi dụng là họ đi lao động. Họ đi lao động rồi họ, như là một số mà được cho đi ra nước ngoài cái thời đó đó, họ bán cái công việc của một số nhóm người họ đi cho tiền đi ra nước ngoài. Để đó, nó nói 200 lần. Xong rồi, để đáp trả cho vấn đề đó, làm cho chúng ta để mà chẳng số, tan rã thì họ còn chôn luôn, thì họ ở lại những cái nước gọi là tư bản bên đó, và họ tìm một cách để đặng mà họ tạo cái bằng chứng với lại những cái quốc gia sở tại để đặng họ có đủ cái chứng cớ mà họ xin tị nạn gọi là chân đạo. Các bạn biết tôi biết những thành phần này, tại vì tôi giờ tham gia các diễn đàn mạng mấy năm rồi, tôi hiểu được mấy tên này tôi rất là ghét, nó rất là xạo. Nó lên hay phe phang ngày xưa nó được đảng và nhà nước cho nó đi ra nước ngoài, bây giờ nó ra được nước ngoài rồi là nó bắt đầu nó chống lại, nó phá lại những thành phần này rất là đáng khinh bỉ. Mấy đứa này thì nói chung thì nó không có yêu nước đâu, gọi là những thành phần gọi là chống cộng hay là yêu nước nửa mùa. Những thành phần này thì nửa mùa thôi, họ nói họ yêu nước nhưng mà họ sống theo cái lối sống ở nước ngoài, rồi cái văn hóa của họ ở nước ngoài nó bị tạp nhạp, cho nên tôi không tin về hai chữ Việt kiều. Những người mà Việt kiều mà kết bạn với tôi rất là ngại, như tôi nói đi nói lại là như vậy, tôi thường hay từ chối. Bởi vì những thành phần này trước sau gì họ cũng phản bội lại mình, họ không có thân thiết lắm. Tôi thấy gần đây cũng có một số Việt kiều muốn kết bạn với tôi cũng vậy. Tôi thấy cái bắt đầu chưa kết bạn thì muốn kết bạn ở Mỹ lắm, xong rồi bắt đầu tôi thấy dở những cái trò rất là giả tâm, đem những cái chuyện của đất nước ra đừng soi bói rồi đăng tải lên, thành ra tôi không tin về hai chữ Việt kiều. Những người mà Việt kiều mà họ về Việt Nam và thăm gia đình, thăm thân nhân là những cái chuyện đó bình thường. Bởi vì khi mà họ đã ra hải ngoại họ sống rồi, họ cũng không còn liên tiếp gì quê hương nữa. Các bạn nên nhớ cuộc sống của họ dù ở hải ngoại, ở nước ngoài đó, họ cực khổ cỡ nào, đối với họ như là một cái thiên đường. Tại vì cái đời sống vật chất á, nó làm cho con người của họ bị thoái quá. Đối với cái quê hương dân tộc mà nói mà yêu quê hương đất nước á, mà yêu quê hương đất nước mà họ quay trở về Việt Nam, tôi nói thành phần rất là hiếm. Tại vì xã hội hiện nay nhiều giới trẻ không vậy, nó ra đi rồi bắt đầu nó bị ngoại lai, nó sống về, nó thiên vị về bên chủ nghĩa vật chất nhiều quá đi. Các bạn biết nó thiên vị về chủ nghĩa vật chất, nó ra nước ngoài thì tôi nghĩ nó ngồi lên chiếc xe hơi hay là chiếc ô tô đó, người Nam gọi là xe hơi, người Bắc gọi là ô tô. Đấy thì nó bắt đầu nó nghĩ là nó đã bước lên cuộc sống gọi là cao sang rồi, nhưng mà thực chất thì phải làm tất tần tật mới có. Đấy. Còn ở Việt Nam đời sống nó thấp, con người ta thì họ chỉ chạy chiếc xe máy, chiếc xe Honda, nhưng người Nam thì gọi là loại xe Honda, người Bắc thì ngồi xe máy. Đấy. Các bạn thấy người ta sống như vậy là người ta thấy đủ và thỏa mãn rồi. Cho nên nói về hai chữ Việt kiều mà yêu nước thì tôi thấy rất là khó, chứ không phải là giỡn. Với điều kiện nếu mà họ quay trở về Việt Nam, mà họ sống ở Việt Nam, mà họ làm việc ở Việt Nam, thì họ có cái tư duy rất là khác. Còn họ đi qua nước ngoài rồi, một năm họ về một lần,
hay hai lần đi chăng nữa thì tôi thấy họ lúc nào cũng họ cũng rất là quên quan, bởi vì họ nghĩ là họ là Việt kiều, cái đồng đô của họ mạnh khi họ cầm về Việt Nam. Tôi thấy họ cái cách sống của họ rất khác với người trong nước mình rất là nhiều. Họ có hòa đồng, họ giữ cái lối sống của họ và cái cách nói chuyện của họ, cái ngôn ngữ của mình, để họ hay ra vẻ là ta đây, đây cái kiểu mà nửa mùa nửa nạt nửa mỡ. Các bạn để ý đi, Việt kiều mà về nước đi, họ sống họ ít có ra vẻ là người Việt Nam thật sự lắm. Họ lúc nào cũng nghĩ là ta đây được ở nước ngoài. Cho nên những thành phần mà Việt kiều mà trên mạng mà nói là yêu nước đó thì nghe thì biết vậy thôi, còn nếu mà tin tưởng vào họ đó một cách triệt để đó thì rất là nguy hiểm. Như ông Trần, nhưng mà Trần Văn Phước các bạn thấy, chứ tôi tưởng đâu là anh ông này ở trong nước chứ, ai về té ra ông cũng là Việt kiều ở bên châu Âu. Mình dồn dập đấy, mình dồn dập đó là mình tăng bốc người ta, có ngày các bạn sẽ bị hớ đấy. Tôi bị hơi nhiều rồi, tôi bị hơi bị nhiều ở trên các diễn đàn mạng như Thao Thoát, những cái diễn đàn như Yahoo, tôi cũng hơi bị sốc trước hơi nhiều. Cho nên tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm này lại cho anh chị em các bạn để chúng ta cẩn thận. Nói như vậy thì nhiều khi đụng chạm tới một số Việt kiều mà họ yêu nước thật sự. Nếu là các bạn là Việt kiều yêu nước thật sự đó, vàng thật thì không sợ lửa. Dù ai nói như thế nào nhưng mà mình, cái tấm lòng của mình thật là mình cứ đi thẳng. Tại vì một cái con sâu nó làm sầu nồi canh mà. Cho nên tôi thấy trên diễn đàn Facebook mà hôm nay thì những cái sự mà tranh đấu chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch mà các anh em đang đoàn kết nhau, đây là một cái điều rất là khích lệ tôi. Tôi thấy những việc làm của tôi trong những ngày qua chưa bằng một góc của cựu chiến binh Sơn Thanh. Tôi thấy những gì mà mình làm nhiều hơn nữa, vạch mặt những cái thành phần bao que xỏ lá, những cái thành phần chống cộng điên khùng, những thành phần mà ăn theo cái đám bao que xỏ lá, cần phải vạch mặt những cái thứ này ra để bảo vệ sự bình yên của đất nước trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển. Đối với tôi, Việt Nam là trên hết. Mặc dù tôi đang ở xứ người ta, nhưng mà tâm hồn tôi lúc nào cũng để ở quê nhà. Thể xác của tôi thì ở xứ người, nhưng mà tâm hồn của tôi lúc nào cũng ở quê nhà hết. Tôi không sợ mấy cái đám mà bao que xỏ lá cực đoan ở bên Mỹ này. Tôi sẵn sàng chiến đấu với tụi nó, và tôi sẵn sàng đổ máu với tụi nó. Nếu tôi phải chết và hy sinh cho cái quê hương đất nước của tôi thì đó là một sự hãnh diện, tôi không bao giờ hối tiếc. Đây là một điều tôi nói rất là sự thật. Tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng với tụi nó. Nếu tụi nó chơi súng và đấu súng với tôi sẵn sàng là chơi. Tôi không sợ. Tôi đã mua đủ súng và đạn để dự trữ. Tôi sẵn sàng chơi với tụi nó. Mấy cái thành phần này nó rất là khốn nạn. Mấy cái đám này nó rất là điên dã. Cần phải lên án nó. Lên án nó cho đồng bào, cho người dân Việt Nam trong nước hiểu được những cái bộ mặt giả tâm của cái lũ mà bao que xỏ lá chống cộng đang xuyên tạc ở bên Mỹ. Đây là một cái điều mà tôi rất là lấy làm hãnh diện, mình đang làm được cái điều này. Và tôi cầu chúc cựu chiến binh Sơn Thanh trong nước sẽ gặp được nhiều may mắn trong những ngày mà đang còn ở lại Thanh Hóa. Một số anh chị em và các bạn ở trên Facebook đã động viên và khuyến khích và gửi những cái lời khuyến khích đến tôi. Tôi cảm thấy rất là được sự gọi là an ủi và ấm cúng. Tôi cảm thấy rất khích lệ tinh thần rất là nhiều. Mặc dù có nhiều người hỏi tôi có sợ bọn bao que xỏ lá không, tôi nói chẳng gì phải sợ.
hờn của tôi đối với tụi nó quá lớn đi. Bà mẹ nó năm xưa nó giết tôi mà nó giết không được. Mười mấy năm trời nó giết tôi. Nói chung là mấy năm nay nó tìm cách để giết tôi mà nó giết không được. Năm xưa nó giết tôi ở ngoài biển và nó định giết tôi ở mọi nơi, mọi lúc hết. Và nhất là căm hờn, nhất là khi mà nó tra tấn ông già tôi bằng điện và đài ở tận Côn Đảo. Cái bọn ủy quyền Sài Gòn là cái đám gọi là rất là ác ôn. Tụi nó rất là xảo trá và biệt bọn. Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào cái những người của chế độ. Chưa bao giờ tin tưởng vào những người chế độ cũ. Và ngay cả hai chữ Việt Kiều, tôi không phải là Việt Kiều nha. Các bạn đừng có lầm, tôi là người Việt Nam chính gốc. Đừng có nghĩ tôi là không phải người Việt nào đi ra Mỹ hay là ở Mỹ là Việt Kiều đâu. Tôi thì hoàn toàn không. Tôi là người Việt Nam. Tôi hãnh diện được điều đó. Sứ người mình chỉ làm và học hỏi những cái kiến thức tinh hoa của người ta, nhưng mà quê hương của mình vẫn là trên hết. Cho nên buổi sáng ở quê nhà, chúc các bạn những ngày một ngày cuối tuần với những niềm vui và cuộc sống mới. Nơi sứ người tôi sẽ tiếp tục phấn đấu và vượt lên và chiến đấu với những cái thành phần bao que xỏ láng.